第三课，几个人。几，几，几，几。第三课，几个人。几，这里有几个人？三个人。你有几本书？五本书。我们会看书。第三课，几个人？几？这里有几个人？三个人。你有几本书？五本书。我们会看书。Các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cụ thể này được làm theo sách trong video. Thầy được ghi trên giấy cứng hai mặt, một mặt sẽ là chữ để cho con vật chơi và nhận diện, một mặt sẽ là biên chì và cách viết. Thầy được ép plastic hai mặt.